Hôm nay thì dưới xưởng có về phôi ván sàn gõ đỏ Lào. Sẵn có gỗ ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để phân biệt giữa gõ đỏ Lào và gõ đỏ Nam Phi ha. Giờ trước tiên là mình nhìn sơ qua đi ha. Ở đây bốn thanh mặt lớn này nó là gõ đỏ Lào nè. Còn bốn thanh mặt nhỏ này nó là gõ đỏ Nam Phi. Gõ đỏ Nam Phi nói chung thì nó cũng có nhiều loại lắm. Chẳng hạn như là gõ Ba Chi, gõ Ghana, gõ Nigeria vân vân. Và trong mỗi loại thì nó cũng sẽ có những cái đặc điểm khác nhau để mình có thể nhận dạng được. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng sẽ không có khác nhau nhiều lắm đâu ha anh em. Và cả về vấn đề về giá nữa thì nó cũng sẽ không có sự chênh lệch nhiều. Cho nên là người ta sẽ gom chung lại là thành gõ đỏ Nam Phi nói chung. Giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái cách đơn giản, nó không có hề cao siêu gì hết. Để mình có thể là mình nhìn và mình dễ dàng mình phân biệt được đâu là gõ đỏ Lào và đâu là gõ đỏ Nam Phi. Cách phân biệt ở đây là mình sẽ nhìn vô cái thớ gỗ. Sau này đối với những cái loại gỗ khác thì khi anh em phân biệt thì anh em cũng để ý vô cái thớ gỗ, thì không thể nào mà mình nhầm lẫn được ha. Ở đây mình đang quay là nó là cái thớ của cái gỗ gõ đỏ Lào. Thì mình quan sát kỹ thì mình sẽ nhận ra một cái sự khác biệt là cái thớ của gõ đỏ Lào thì nó sẽ có cảm giác là nó thớ nó to hơn và nó dày hơn. Còn đối với gỗ gõ đỏ Nam Phi thì khi mình nhìn mình sẽ thấy là cái thớ gỗ của nó sẽ nhỏ và nó mịn hơn. Cái thớ gỗ nó là cái cốt lõi của sự khác biệt. Từ cái cốt lõi thì mình sẽ suy ra được lý do nó tại sao nó lại khác nhau về những cái vấn đề khác như là về vân gỗ hay là màu sắc. Chính vì có thớ gỗ lớn và dày hơn cho nên là khi mình nhìn vào thì mình sẽ thấy là gõ đỏ Lào nó sẽ có cái vân gỗ nó hiện rõ và nó nổi bật hơn ha. Về cách phân biệt thì nó đơn giản vậy thôi ha. Mình chỉ cần mình nhìn và mình để ý cái thớ gỗ là mình sẽ phân biệt được. Cả hai loại là gõ Lào và gõ Nam Phi thì bên mình cũng đều có làm hết. Ở đây cái đống này nó là gõ Nam Phi nè. Gõ Nam Phi ở đây chủ yếu là gõ Ghana với lại gõ Nigeria ha. Từ trên xuống dưới này toàn bộ là gõ hết ha. Cái này nhìn là biết gõ Lào liền. Đống này là toàn bộ gõ Lào, rồi bên mình mới về. Đầy đủ quy cách luôn ha anh em. Ở đây anh em nào có nhu cầu cần số lượng lớn về sàn gỗ gõ đỏ Lào và gõ đỏ Nam Phi thì liên hệ với xưởng sàn gỗ tự nhiên Mộc Phát ha.